Lâm Thiên Thành thả ra tuyên bố, nếu không giao ra Lâm Bất Phàm, hôm nay nhất định đem san bằng Thương Vân Sơn Mạch. Hổ Bân nghe xong không giận hỏi lại, Lâm Thiên Thành ngươi dám sao? Bây giờ tiểu bối tất cả các tộc tại Thương Vân Sơn Mạch, đối với tộc ta động thủ đồng đẳng với hướng toàn bộ yêu giới tuyên chiến. Bằng ngươi Lâm Thiên Thành có bản lãnh này sao? Ngươi không nói ta quên mất chuyện này nha. Lâm Thiên Thành bày ra bộ dáng giật nảy cả mình. Tiếp tục nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đối với toàn bộ yêu giới tuyên chiến, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Hiện nay yêu giới ngoại trừ ngươi một tên gà mờ, cũng chỉ còn có Long tộc lão già kia. Tên kia đều đã thành một bộ thây khô. Có thể hay không thắng nổi ngươi cũng còn khó nói. Động thủ với ta sợ là không đủ chất à. Lời này giống như là một cây gai, hung hăng đâm vào trong trái tim tất cả mọi người hổ tộc. Lời tuy khó nghe, nhưng lại là thật không giả. Dứt bỏ hai người bọn họ, hiện nay yêu giới duy nhất có thể cùng với đối kháng, chỉ có Diệp Ly. Diệp Ly tồn tại với hắn mà nói là sức mạnh, nhưng cũng là tuyệt không nguyện ý vận dụng át chủ bài. Diệp Ly cũng không phải là yêu tộc, Hổ Bân thân là nhất tộc chi giả. Hắn vạn vạn không muốn để cho chuyện này quấy nhiễu đến Diệp Ly. Dù là bây giờ phần thắng cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng muốn toàn lực gánh vác. Gặp Hổ Bân không có phản ứng, Lâm Thiên Thành từ khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra nguy hiểm biểu lộ tới. Vừa vặn ta rất lâu chưa từng cùng người giao thủ, lấy ngươi trước tiên làm nóng người. Không tệ, Hổ Bân lạnh hừ một tiếng, lúc này liền là bay về phía chỗ trên không. Nơi đó là chiến trường dành riêng cho cao thủ thánh cảnh. Nếu là không tránh đi đám người, trong giao chiến năng lượng toát ra ngoài ý, liền đủ để đem chọn tòa thành trì phá hủy. Chỗ trên không Lâm Thiên Thành cùng Hổ Bân lẫn nhau đối lập. Hổ Bân, ta nghe nói ngươi vào thánh cảnh sử dụng pháp môn, là một cái nhân loại dạy ngươi, để cho ta mở mang tầm mắt như thế nào? Lâm Thiên Thành duỗi ra ba ngón tay tới nói, nhường ngươi ba chiêu. Trong vòng ba chiêu ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta liền coi như ngươi thắng. Ta lập tức rời đi. Cái điều kiện này gần như nhục nhã để cho Hổ Bân hơi có chút nổi giận. Nhưng hắn tin tưởng, bây giờ chính mình nhất thiết phải tiếp nhận điều kiện này. Đây là phương pháp duy nhất hắn có thể có phần thắng. Đến đây đi. Nghe đồn hiện nay yêu giới ngươi là tối cường một cái. Ta ngược lại muốn chứng thực xem lời đồn này có thật hay không. Chỉ thấy Hổ Bân trong tay bóp lên một đạo cứng rắn pháp quyết. Một khắc khói đen liền bao trùm. Trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên Thành bao bọc ở bên trong. Tựa như một cái to lớn hắc cầu. Đem Lâm Thiên Thành nhốt tại bên trong kín mít không kẽ hở. Lâm Bất Phàm khinh thường tiếng cười từ trong khói đen truyền đến. Đây không phải huyền hoàng truyền thừa của hổ tộc các ngươi sao? Quả nhiên là một điểm uy hiếp cũng không có a. Vậy liền thành toàn ngươi. Rớt. Hổ Bân lại là một tiếng lợi chúc. Vừa mới nói xong, thì thấy khói đen trong nháy mắt co vào. Tiếng gió vun vút ở giữa, phảng phất vô số đao quang kiếm ảnh lấp lóe, mang theo từng đợt sắc bén tiếng xé gió. Mắt thấy khói đen chính là muốn gom lại đến cực hạn. Ngay tại lúc khói đen gắt gao co vào, lại là cũng không truyền về bất luận âm thanh đánh trúng mục tiêu nào. Ngay tại lúc Hổ Bân nghi hoặc, một tầng huyết sắc sương mù chính là xuyên thấu qua khói đen thẩm thấu mà ra, ngược lại là đem khói đen bao khỏa trong đó. Thời gian nháy mắt thế mà đem khói đen cắn nuốt toàn bộ. Tiếp đó cái kia huyết sắc sương mù vừa mới một lần nữa ngưng kết thành hình người, hóa thành bộ dáng Lâm Thiên Thành. Lâm Thiên Thành mím mím miệng, lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Chiêu số loè loẹt, tinh khí quá kém. Ta không nên thôn phệ tinh khí của ngươi. Là thật là có chút kéo thấp chất lượng tinh khí trong cơ thể ta. Vừa nói Lâm Thiên Thành một bên chửi thề một tiếng nói. Chiêu thứ nhất qua. Tiếp tục a, còn có hai lần cơ hội. Hổ Bân lông mày dựng một lên nhóm. Lần giao thủ này, chênh lệch liền đã đầy đủ rõ ràng. Bỗng nhiên lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm. Hổ Bân lập tức phát khởi tấn công lần thứ hai. Lần này hắn lựa chọn chính diện cứng đối cứng. Sử dụng pháp môn dịch cân kinh, chính là pháp môn cho hắn đột phá đến thánh cảnh. Mà thân là hổ tộc, sức mạnh năng lực cho tới bây giờ cũng là thứ hắn tự tin nhất. Chỉ thấy Hổ Bân đột nhiên một quyền nện xuống, mang theo một thân đinh tai nhức óc âm bạo thanh. Nhưng mà tiếng vang phía dưới, Hổ Bân ngừng lại quyết không thể nào lại phát lực. Tựa như một quyền đánh vào một khối thép đặc bền chắc không chút xi nhê. Cánh tay hắn cơ hồ mất đi chi giác. Lại nhìn Lâm Thiên Thành càng là chỉ bằng một tay, liền dễ như trở bàn tay tiếp nhận một kích này của hắn. Khí lực không nhỏ, bất quá cuối cùng chỉ là man lực. Lâm Bất Phàm khinh miệt hiếu đạo, bàn tay vừa nhấc, chính là một đạo dẫn tới không gian một hồi vặn vẹo kinh thiên cự lực, đem Hổ Bân trước tiên đánh bay ra ngoài. Lại là vô thượng đại đạo lực lượng pháp tắc. Hổ Bân tâm lý quả thực là không ngừng kêu khổ. Chiêu này chênh lệch đơn giản giống như thiên địa khoảng cách.
từng bằng hắn khí lực cực lớn. Mặc cho dịch cân kinh mang cho hắn nhục thân cường hãn bao nhiêu, nhưng cũng không cách nào nắm giữ vô thượng đại đạo pháp tắc, liền không cách nào đánh vỡ vô thượng đại đạo áp chế. Phòng ngự Lâm Thiên Thành như tường đồng vách sắt, liền vĩnh viễn là hắn không cách nào công phá. Xem ra chỉ có thể thử một chiêu kia. Hổ Bân thấp giọng tự nói một tiếng, hít sâu một hơi, lộ ra ngay thủ đoạn cuối cùng. Chỉ thấy Hổ Bân hai tay vân chuyển, bày ra thái cực tư thế, hai màu trắng đen tinh khí lập tức hiện lên ở trên hai tay của hắn. Lâm Thiên Thành nhìn lướt tinh khí qua Hổ Bân trong tay, trên mặt cuối cùng lộ ra mấy phần nghiêm túc. Đây là phương pháp gì? Cuối cùng để cho ta gặp được thủ đoạn hiếm lạ. Thủ đoạn này là hắn chưa từng thấy qua. Hai loại tinh khí cư nhiên bị đồng thời dẫn động, tạo thành một loại nào đó kỳ lạ cân bằng. Phương pháp này, theo lý mà nói hẳn là yêu cầu không cách nào nắm giữ, mà ở đó song sắc tinh khí vận chuyển ở giữa. Hắn lại là mơ hồ phát giác một tia dấu hiệu của đại đạo đang vận chuyển bên trên. Rõ ràng, đây là một loại pháp môn nào đó hàm ẩn lấy vô thượng đại đạo, cũng là có thể thiết thực làm là pháp môn làm hắn bị thương. Hổ Bân khiến cho thái cực vận chuyển, đem chính mình tinh khí thần thống nhất đến cực hạn. Song sắc tinh khí quay quanh ở giữa bắt đầu dung hợp lẫn nhau, ẩn ẩn hóa thành một đạo hắc bạch phân minh ở giữa, mô phỏng tinh khí hóa hình. Kết quả là vẫn là loại này trò trẻ con thủ đoạn. Lâm Thiên Thành nhìn thấy cái kia cự hổ hư ảnh, lập tức có chút thất vọng. Hổ Bân cũng không để ý tới, trong miệng niệm một tiếng sát. Trong chốc lát cái kia cự hổ hư ảnh chính là bằng tốc độ kinh người thẳng hướng Lâm Thiên Thành, thẳng đến cái kia cự hổ hư ảnh đến trước mắt. Lâm Thiên Thành tài đột nhiên phát giác được một tia không ổn. Cái kia bên trong cự hổ hư ảnh càng là giấu giếm một tia vô thượng đại đạo áp chế. Thẳng đến gần trong gang tấc hắn mới cảm nhận được, vội vàng ra tay ngăn cản. Cái kia cự hổ hư ảnh lại tựa như vật sống đồng dạng. Hắn mới vừa ra tay, cự hổ hư ảnh chính là một cái lại hóa thành hai đạo hư ảnh hắc bạch, tránh né chống đỡ của hắn, trực tiếp nhào về phía hắn. Tiếng vang phía dưới, Lâm Thiên Thành thân ảnh nhất thời lui nhanh ra ngoài lồng giam, quần áo trên người bị xé rách, vô số vết thương lớn cũng dẫn đến trước ngực đều nhiều hơn ra một mảnh dày đặc vết máu. Tuy là không có trọng thương, nhưng lại thật sự nhận lấy thương tích. Hoắc quả nhiên là khó lường. Lâm Thiên Thành cúi đầu nhìn qua vết thương trước ngực cảm khái nói, có thể để ngươi một tên vào thánh cảnh chưa bao lâu, liền vô thượng đại đạo hình thức công kích còn không biết, sử dụng được công kích cường hãn như vậy. Công pháp này quả là kinh người. Ngươi đã thua. Hổ Bân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Thiên Thành, mang theo ngươi người lăn ra Thương Vân Sơn Mạch. Lâm Thiên Thành không đáp lại, chỉ khóe miệng dương lên. Sau một khắc thì thấy Lâm Thiên Thành trong tay thi triển pháp quyết, một xuất hiện một cái đỉnh vuông bốn chân tầm bàn tay ở trong tay hắn. Một đạo tinh khí màu đỏ ngòm lao nhanh mà ra, lúc này đem Hổ Bân cuốn lấy. Ta liền nói cho có thôi, ngươi làm sao còn tưởng thật. Lâm Thiên Thành nhìn về phía Hổ Bân nói với vẻ mặt trào phúng, vốn chỉ muốn tìm ngươi đòi người, nhưng thấy qua công pháp này của ngươi, ta đối với vị cao nhân đứng sau lưng Hổ tộc ngươi lại cảm thấy hứng thú hơn. Hôm nay nhất thiết phải gặp hắn một chút, liền mua ôm một chút cao thủ trong tộc của ngươi ha. Nói xong Lâm Thiên Thành trong tay thi triển pháp quyết, đột nhiên một bên, trên đầu Hổ Bân bên trong đỉnh lập tức bắn ra đại lượng hồng tuyến, một dạng bao phủ thẳng đến phía dưới mà đi. Chờ Hổ Bân sử dụng khí lực tới phản kháng, dây đỏ liền nhao nhao co rút lại. Phía dưới những cái này hổ tộc cao thủ cũng bị kéo đến bên cạnh Hổ Bân, cùng nhau bị lôi kéo tiến vào bên trong cái đỉnh kia. Lâm Thiên Thành giơ cái đỉnh lên khoe khoang, đây là pháp khí ta dùng tinh huyết luyện chế mà thành, tên là Thần Huyết Bảo Đỉnh, chỉ bằng các ngươi là không phá nổi. Trung thực ở lại bên trong a, chờ ta liệu lĩnh xong sự tình khác lại đến chậm rãi thu thập các ngươi. Lâm Thiên Thành chính là thu hồi Thần Huyết Bảo Đỉnh, phiêu nhiên rơi xuống đất. Chỉ Vân Phong phía dưới, trong thôn hổ tộc bên kia truyền đến tin tức, nói là hôm nay có một nhóm khách không mời mà đến tới chơi, muốn đi giải quyết một chút. Diệp Ly cũng không biết chính là giờ này khắc này cái kia ba chiếc phi toa kỳ lân tộc lơ lửng ở giữa không trung, quan sát toàn bộ thôn trang. Trong thôn tiểu bối nhóm đều là thò đầu ra, nhìn qua cái kia ba chiếc phi toa kia, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Kỳ lân tộc phi toa có thể công khai đến đây, chứng minh những cao thủ hổ tộc kia đã thua. Dưới mắt chỉ còn lại Diệp Ly cuối cùng này một đạo phòng ngự. Bên trên phi toa Lâm Thiên Thành đảo qua thôn lộ dưới chân Chỉ Vân Phong, liền xác định vị trí của tất cả mọi người. Tìm được Lâm Bất Phàm, tìm được tiểu bối các tộc, cũng tìm được chỗ Diệp Ly. Phát giác được khí tức trên thân Diệp Ly, Lâm Thiên Thành lập tức hứng thú. Có thể bị vô thượng đại đạo phong ấn,
chứng minh Diệp Ly thực lực tuyệt đối không kém hắn. Đối thủ như vậy mới có thể để cho hắn nhắc lên 10 phần hứng thú. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đều chờ tại đây đừng động. Ta đi chiếu cố người cao thủ kia, đợi ta liền đem hắn đánh bại. Toàn bộ tiểu bối bên trong này sau đó bắt lại, phân phó một tiếng. Lâm Thiên Thành chính là đằng không mà đến, hướng về thôn bay xuống. Trong thôn, Diệp Ly đang trong phòng tĩnh tọa, chờ đợi tin tức bên ngoài truyền đến. Bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở truyền đến nhiệm vụ bắt đầu. Thỉnh túc chủ bắt đầu đọc diễn cảm. Lâm Thiên Thành chậm rãi bay về phía thôn xóm. Sắp đến lúc, bỗng nhiên nghe một đạo âm thanh vang dội, tựa như trên trời rơi xuống. Phản âm đồng dạng từ trong thôn truyền ra âm thanh. Trong thôn đột nhiên dâng lên năm đạo cột sáng ngất trời. Ngũ hành đều sở thuộc tất cả ở trong đó. Chỉ một thoáng, một vòng to lớn trận pháp khuếch tán ra, đem phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ trong đó. Chân Nguyên Đạo Ngọc quả nhiên là vào thánh cảnh cao thủ. Chân Nguyên Đạo Ngọc chính là thủ đoạn của nhân loại khi vào thánh cảnh cao thủ. Một khi thi triển, Đạo Ngọc phạm vi bao phủ bên trong, người thi pháp gần như là tồn tại vô thượng. Lâm Thiên Thành thận trọng đánh giá bốn phía, đề phòng lúc nào cũng có thể đánh tới công kích. Rất nhanh, Lâm Thiên Thành liền nghe tiếng thứ hai truyền đến. Lần này lúc động tĩnh truyền ra, trong thôn 18 đạo linh phù đằng không mà lên, hắc bạch tất cả 9 đạo. Theo tiếng nói truyền ra, 18 đạo linh phù chính là hóa thành 9 đen 9 trắng, 18 đạo phi kiếm. Tiếp đó bắt đầu phân liệt, vẻn vẹn 2-3 lần thời gian hô hấp, là chia ra hàng ngàn hàng vạn đạo phi kiếm như đại dương mênh mông. Lâm Thiên Thành lập tức thấy choáng mắt. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cho dù là hắn nắm giữ vô thượng đại đạo pháp tắc, cũng không khả năng làm đến dạng này. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có người có thể đột phá thiên địa pháp tắc, bằng sức một mình sáng tạo ra vô thượng đại đạo mới? Cao thủ như vậy không phải tại vài ngàn năm trước liền đã toàn bộ biến mất sao? Tại lúc Lâm Thiên Thành kinh hãi, tiếng thứ ba lập tức truyền đến. Trong thôn tứ giác ngẫu nhiên dâng lên 4 đạo cột nước, vật kia nhìn qua giống như là một loại nào đó nước sông, tiếp đó hóa thành 4 đạo uy phong lẫm lẫm long hành tựa như thật. 4 con hắc long từ 4 GOC của thôn lạc dâng lên, thủy hệ tối cao. Lâm Thiên Thành triệt để không kềm được, nhìn cái nước chất lỏng màu đen giống như nước sông kia hô lên. Ngũ hành sở thuộc đều có cực hạn, thủy tượng cực hạn chính là loại nước màu đen này, một giọt liền có thể nặng ngàn cân. Khi hắn còn vẫn đang vì nước trước mặt làm cho kinh hoàng, lại là một đợt âm thanh nữa truyền đến chấn rộng. Lần này ngoài thôn trong rừng truyền ra một hồi cự trận. Trong rừng rất nhiều hòn đá không đáng chú ý bắt đầu phát sinh đi diệt. Đó là một loại để cho người ta cảm thấy cực đoan quỷ dị biến hóa. Nguyên bản cứng rắn hòn đá giống như là bỗng nhiên biến mềm, đã biến thành dạng dẻo như cao su. Tiếp đó bắt đầu bành trướng biến hình, cuối cùng hóa thành đại lượng thổ thức khôi lỗi. Mỗi một con đều có trọn vẹn cao 3 trượng. Mà vốn là bộ dáng, những cái kia hòn đá phần lớn không bằng một cái đầu người lớn nhỏ. Lâm Thiên Thành triệt để ngây dại. Chân Nguyên Đạo Ngọc Linh Phù phân liệt, còn vẫn tại vô thượng đại đạo phạm trù bên trong. Nhất Nguyên Trọng Thủy cũng chung quy là thiên địa pháp tắc, nhưng một màn này đã triệt để vỡ vụn nhận thức của hắn. Nguyên tố hóa hình thủ đoạn như vậy hắn cũng có thể dùng, nhưng nguyên tố hóa hình giới tuyến chính là hóa hình chi vật, không cách nào vượt qua vốn là cực hạn của chất liệu. Dùng Diệp Ly càng thêm quen thuộc tri thức tới nói, chính là thủ hằng chất lượng. Nhưng chiêu này nguyên tố hóa hình đã hoàn toàn siêu vượt trội quy tắc này. Hòn đê ớ chỉ to bằng đầu người, hóa hình thành thạch khôi lỗi cao hơn 3 trượng. Lẽ ra nó chính là đã xóa tung yếu ớt như tờ giấy mới đúng. Nhưng Lâm Thiên Thành lại có thể rõ ràng cảm nhận được, những con thổ thức khôi lỗi này, mỗi một cái đều có thể xưng không thể phá vỡ. Cho dù là hắn, cũng không có chắc chắn có thể nhất kích đem chúng đánh tan. Thậm chí đều không thể chắc chắn bản thân có thể đánh vỡ những thứ này thổ thức khôi lỗi. Hắn lúc này mới ý thức được, bên trong cái thôn nho nhỏ này đến tột cùng tồn tại một vị cao thủ khủng bố đến thế nào. Khó trách hổ tộc tôn kính với người này như thế. Khó trách các tộc đều sẽ phái ra tiểu bối đến đây cầu học. Bây giờ chứng kiến một dòng nước trọng thủy, thổ thế khôi lỗi nhao nhao nhắm ngay hắn vận sức chờ phát động. Chỉ cần hắn dám lại tới gần nửa bước, liền muốn đem hắn ngay tại chỗ làm thịt. Lâm Thiên Thành dùng sức nuốt nước miếng một cái, chung quy là cảm nhận được một cỗ nồng đậm sợ hãi. Vị cao nhân kia còn chưa hiện thân cũng đã cho hắn khủng bố như thế cảm giác áp bách. Nếu như thật sự đứng ở trước mặt hắn, hắn phải chăng còn có thể phản kháng? Đã như thế, hắn chỉ có thể lấy ra thần huyết bảo đỉnh. Hổ tộc rất nhiều cao thủ còn tại trong thần huyết bảo đỉnh. Dùng cái này xem như thẻ đánh bạc trao đổi. Có thể còn có thể từ trong tay vị cao nhân này mang đi người của mình.
hắn chỉ có thể tin tưởng vững chắc. Lấy chính mình thần huyết bảo đỉnh do tinh huyết chế tạo, cho dù là mấy cái này kinh người chiêu thức, cũng không cách nào phá giải. Hắn còn có vốn để đàm phán, cũng không có chờ hắn mở miệng. Trong thôn một góc nào đó, liền truyền tới một hồi ông minh âm thanh, dường như là có đồ vật gì đang bị kích hoạt. Không đợi Lâm Thiên Thành lấy lại tinh thần, khố phòng trong thôn trong chính là xuất hiện một đạo hắc ảnh lao ra rất nhanh, để cho hắn căn bản không kịp thấy rõ đó là vật gì. Bóng đen trong nháy mắt lướt qua, tựa như một cây châm đâm xuyên qua thần huyết đỉnh, đang quán xuyến trên tay hắn, một dạng giống như khối đậu hũ. Chờ bóng đen kia dừng lại lơ lửng ở trước mặt hắn, hắn mới thấy rõ, bóng đen kia chính là một cây phi toa dài 7 tấc, bên trên tản ra một cỗ khí thế để cho hắn sợ hãi, nhưng sắc bén khí tức. Lại nhìn một cái, thần huyết bảo đỉnh càng là bị cái kia phi toa trực tiếp đông lạnh xuyên qua. Hai lần hô hấp đi qua, thần huyết bảo đỉnh bể ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Mà những cao thủ hổ tộc bị bắt trong đó, đều là thuận thế thoát ly, nhao nhao xuất hiện ở trước mặt hắn. Hổ Bân bọn người vừa hiện thân, chính là nhìn thấy Diệp Ly thể hiện ra cái kia kinh khủng tầng trận, đều là im tiếng không nói lui sang một bên, mang theo đầy mặt kinh hỉ, nhìn Lâm Thiên Thành với vẻ mặt đẫm máu. Lâm Thiên Thành cắn răng, ý thức được chính mình lần này đã triệt để thua. Diệp Ly thủ đoạn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Bây giờ trong tay vốn liếng cuối cùng cũng đã mất đi để hắn sợ hãi vô cùng. Nếu không khéo léo những người hắn mang tới, cùng chính bản thân hắn có khả năng đều táng thân ở đây. Lúc trước có nhiều đắc tối với tiền bối, vãn bối tạ lỗi và rời đi ngay à. Xin tiền bối thu thần thông à. Lâm Thiên Thành trầm mặc phút chốc, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Nhưng lại tại lúc hắn chuẩn bị quay người rút đi, Lâm Thiên Thành chứng kiến một thành viên trọng thủy, thổ thế khôi lỗi đều là bắt đầu chuyển động. Mục tiêu chính là ba cái phi toa của Kỳ Lân tộc. Một màn này lập tức làm cho đám cao thủ Kỳ Lân tộc sợ choáng váng, cũng dẫn đến Lâm Thiên Thành bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhịn chờ thế công chỗ nào là bọn hắn có thể chống đỡ. Thật muốn rơi vào trên thuyền bay. Ba chiếc thuyền bay chưa cao thủ Kỳ Lân tộc, trong nháy mắt liền muốn hồn phi yên diệt. Chứng kiến một thành viên trọng thủy cùng khôi lỗi phân biệt hướng ba chiếc thuyền công kích mà tới. Tại lúc công kích sắp phá hủy thuyền bay, Lâm Thiên Thành cuối cùng ý thức được, giờ này khắc này đã không có đầu hàng đường sống. Hắn trơ mắt nhìn cái kia tam trọng thế công, thẳng hướng thuyền bay mà đi. Căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, cảm giác bất lực xông lên đầu. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này tuyệt vọng. Lâm Thiên Thành cắn răng, trong lòng âm thầm quyết tâm tuyệt không thể kết thúc ở đây. Hắn tối kỵ vừa mới bắt đầu, có thể nào ở đây chết yểu. Chỉ thấy, Lâm Thiên Thành trong tay bóp lên một đạo quỷ dị pháp quyết. Cái kia ba chiếc bay càng là phát ra một hồi chói mắt cầu, đem toàn bộ thiên quỳnh chiếu trong suốt. Bên dưới ánh sáng mạnh, nhục thân Kỳ Lân tộc trên ba chiếc thuyền bay, sinh mạng bắt đầu bị hút khô. Càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị đồ vật gì đó trong nháy mắt rút đi đồng dạng. Theo sát lấy không gian phụ cận ba chiếc thuyền bay, bắt đầu chấn động kịch liệt. Cái kia tam trọng thế công sắp rơi xuống lúc, ba chiếc châu phi càng là hư không tiêu thất, mảy may bóng dáng cũng không có lưu lại. Làm phép xong, Lâm Thiên Thành sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt rất nhiều. Nguyên bản thân hình cao lớn cũng cấp tốc bắt đầu thu lại, biến trở về bộ dáng thư sinh yếu ớt trước kia. Tiền bối thần thông quảng đại, chuyện hôm nay ta liền ghi nhớ, còn nhiều thời gian lại hướng tiền bối lĩnh giáo. Lâm Thiên Thành cắn răng chào hỏi một tiếng, trong tay cứng rắn pháp quyết biến đổi, chính mình bóng dáng cũng biến mất, không biết trốn đi nơi nào. Cái kia ba đạo kinh người thế công, tại lúc Lâm Thiên Thành mang theo người trốn đi, nhao nhao thu liễm, hoàn toàn không có một tia năng lượng tiết ra ngoài. Cơ số lui về trong thôn, hóa thành bộ dạng ban đầu. Năm mai ngũ hành kết tinh thu liễm lại lộng lẫy, một lần nữa chìm vào mặt đất, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Hổ Bân bọn người nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt kinh hãi. Không hổ là tiên sinh a, đáng tiếc để cho tên Lâm Thiên Thành kia chạy. Hổ Bân tức giận bất bình nói. Một bên Tuyết Thiên Hà thấp giọng trấn an nói, tộc trưởng chớ có để ở trong lòng. Vừa mới tiên sinh ra tay tựa hồ cũng chỉ là ý trấn áp, mà không phải là ngay tại chỗ đem hắn chém giết. Ai cũng minh bạch bằng thực lực tiên sinh, trong nháy mắt liền có thể đem đám người kia toàn bộ tru sát, há lại sẽ để cho bọn hắn có cơ hội đào tẩu. Lời này ngược lại là lập tức được mọi người công nhận cùng phụ họa. Hổ Bân ý thức gật đầu một cái, nói cũng đúng, bất quá cái kia Lâm Thiên Thành sợ là không dễ dàng như vậy từ bỏ, tất phải còn có thể làm ra chút động tác khác. Chư vị nhất định phải đề phòng, tuyệt đối không thể để cho hắn phục hồi.
như vậy tùy ý làm bậy. Chuyện này đối với hổ tộc mà nói, có thể nói là có một chút sỉ nhục, lại còn có thể nói là chuẩn bị không đủ. Nếu là lại tới một lần nữa, hổ tộc mặt mũi nhưng là quả nhiên là muốn ném sạch sẽ. Chư vị tất cả giải tán đi, bố trí lớn như vậy chiến trận, chắc hẳn tiên sinh cũng có chút mỏi mệt. Vẫn là tạm thời không đi quấy rầy tiên sinh, sau đó ta sẽ đích thân đi bái tạ tiên sinh. Hổ Bân quay người hướng về đám người phân phó một tiếng, chính là kêu gọi đám người nên rời đi trước. Mọi người đều là tự giác, đều biết bố trí chiến trận như thế, thế tất yếu tiêu hao số lớn tinh lực. Lúc này như ong vỡ tổ chạy tới, khó tránh khỏi để cho Diệp Ly cảm thấy phiền chán. Liền cũng nhao nhao quay người rời đi. Kỳ thực bọn họ cũng không biết cho tới giờ khắc này, Diệp Ly vẫn tại trong phòng không hiểu ra sao. Hoàn toàn không nghĩ ra, Diệp Ly trong phòng bên ngoài phát sinh rất nhiều sự tình. Cũng dẫn đến Lâm Thiên Thành bi phẫn tiếng giống giận dữ. Diệp Ly một mực không có nghe thấy, thậm chí không biết. Chính mình vừa rồi đọc cái kia vài câu đạo đức kinh, suýt chút nữa thì làm cho đám Lâm Thiên Thành cùng Kỳ Lân tộc mất mạng. Bây giờ anh chỉ yên tĩnh chờ đợi hệ thống phản ứng. Đợi một hồi thời gian, hệ thống cuối cùng là tới nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Hiện hướng túc chủ phát thưởng. Tài nguyên dự trữ thôn trang đề thăng 100%. Thôn trang yên ổn trình độ đề thăng 100%. Túc chủ danh vọng đề thăng 1%. Khen thưởng thêm hoàng đế nội kinh. Còn thừa bộ phận toàn bộ mở khóa. Thỉnh túc chủ hợp lý an bài sử dụng. Diệp Ly sau khi nghe xong nhắc nhở, trong lòng càng là nhịn không được choáng váng. Mới nói lần này cái này nhiệm vụ bất ngờ, chính mình cũng còn không có hiểu rõ đến tột cùng là đã làm những gì, sau cùng mục tiêu là cái gì. Chỉ là bố trí một chút đồ lung tung, làm sao lại không hiểu thấu đã kết thúc, cho ban thưởng còn cao như vậy. Đây cơ hồ là lần ban thưởng cao nhất mà anh thu được từ hệ thống từ trước đến nay. Là thật để cho người ta không hiểu. Hơn nữa lần này nhiệm vụ ban thưởng còn nhiều ra thêm hai cái hạng mục chưa từng xuất hiện. Thôn trang yên ổn trình độ cùng túc chủ có thể tra thêm thông tin. Cũng tìm không thấy hai cái hạng mục này trong hệ thống. Không có bất kỳ cái gì tương quan miêu tả. Hoàn toàn không biết có thể có tác dụng gì. Diệp Ly cũng chỉ đành không còn đi nghiên cứu kỹ. Vừa đem ban thưởng nghiên cứu xong, hệ thống theo sát lấy và đưa ra gọi ý mới. Xét thấy túc chủ bên trong nhiệm vụ lần này biểu hiện hoàn mỹ, hiện đối với túc chủ mở khóa ẩn tàng nhiệm vụ, thỉnh túc chủ theo nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, thu được ẩn tàng ban thưởng. Ẩn tàng nhiệm vụ cụ thể kích hoạt thời gian tới, thỉnh túc chủ chờ đợi hệ thống bước kế tiếp nhắc nhở. Trước đó thỉnh túc chủ tiếp tục giảng bài, trợ giúp các học sinh hoàn thành khảo hạch. Diệp Ly mím miệng cũng là trầm mặc không nói. Từ lúc dọn tới bên này, đủ loại nhiệm vụ bắt đầu trở nên nhiều hơn. Mỗi lần nhiệm vụ đều khiến cho anh hơi có chút không nghĩ ra. Mơ mơ màng màng liền cho hoàn thành. Cũng không biết hệ thống là bị trùng gió. Bất quá đây cũng là việc tốt. Ít nhất để cho anh tùy thời đều có chuyện có thể làm. Không đến mức không thú vị như thế. Bây giờ hoàng đế nội kinh toàn bộ nội dung cũng đều mở khóa. Cái kia một đám tiểu bối hiệu suất học tập cũng đầy đủ cao. Công thêm nguyên bản hổ cát ngân lang còn kém một người học viên. Liền có thể góp đủ 15 tên có thể hoàn mỹ hoàn thành hoàng đế nội kinh. Đến lúc đó hai mắt có thể khôi phục. Liền có thể thật tốt. Nhìn một chút những học sinh đáng yêu của mình. Nhìn một chút chính nơi tươi đẹp mình đang ở. Nghĩ tới đây Diệp Ly không khỏi lòng sinh mấy phần chờ mong. Sau khi thu tháp xong, tiếp tục bắt đầu vùi đầu chỉnh lý giáo án, cho các học sinh chuẩn bị tốt nhất bài giảng. Anh không biết là cái gọi là danh vong túc chủ anh không tìm ra. Bây giờ đã là thay đổi một cách vô tri vô giác đem ảnh hưởng, chuyển hướng toàn bộ yêu giới. Có một vị cao nhân thần bí vô địch sống ẩn giật trong hổ tộc. Thủ đoạn đủ để nhẹ nhõm chấn sát nhập thánh yêu thần. Tin tức lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc truyền khắp yêu giới. Những thế lực tộc đàn nguyên bản đối với anh trong lòng còn có kinh ý, bắt đầu càng chú ý đến tin tức của anh. Mà những tộc đàn mang ý đồ xấu cũng là đem tên của anh đặt làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Bên trong yêu giới lúc này, một hồi sóng to gió lớn đang lặng yên đánh tới.